tới luôn. Give it to me like. Let's go. Ai? Để em chạy ra em hỏi cái ông ngoài đây thử coi. Ông nào? Ông ngoài đây coi thử coi, ông ra mới ra xong nè. Không, ở đằng đây cũng có ông sửa xe nè. Rồi các bạn. À, giao xe xuống tới nhà anh chủ xe rồi mọi thứ đều hoàn hảo ha. Thì trước tiên là mình sẽ làm cái option là mình hạ cái đòn phuộc xuống. Cái đòn phuộc của thằng MV á, là nó hạ lên hạ xuống thì nó sẽ đỡ hơn tất cả những cái dòng xe khác. Đó là những cái dòng xe như Sportbike khác như là ZX10R hoặc là R1 hoặc là CBR1000 á, là người ta sẽ xài cái đòn bẩy là nó có một cái cặp đòn. Mấy bạn muốn nâng phuộc lên, nâng phuộc xuống á, thì nó sẽ tiện cái đòn, ví dụ mấy bạn tiện cái đòn càng ngắn á, thì cái đuôi nó càng cao, và tiện cái đòn càng dài thì cái đuôi nó càng thấp. Còn cái thằng MV á, là nó xài hệ cái ngã ba đòn bẩy ở trên đây, và mấy bạn muốn tăng cao thấp á, là nó ăn thua ở cái chỗ cái đòn này nè. Mấy bạn cái đòn này mấy bạn rút về càng ngắn á, thì cái đuôi nó càng lùn, cái đòn nó càng cao thì cái đuôi nó sẽ càng thấp ha. Đó, cái đòn này nè. Đó, thì mình về mình đã tiện bớt, mình đã vớt bớt cái khúc lẫy này nó ngắn lại để mình rút hai cái mắt trâu vô cho cái xe nó lùng lại. Thì thực tế là chủ xe là cái form người là ngang với lại cái form mình luôn, 1m65-66. Mà cái con MV cái lúc mà lên cái phục TX á, nó cao quá, nó không có vô cái form được, mà nó chúi quá, ảnh ngồi ảnh khó chịu, mình cũng thấy khó chịu. Đợt trước đi lấy về á, mình 1m66 mà mình nhón coi giờ mắt kêu luôn. Giờ hạ cái phuộc rồi làm lại cái stop tay cho anh. Xe hồi trước là đề lúc ăn lúc không ăn là do cái hư cái stop tay nữa các bạn. Cái con MV Agusta nó sẽ sử dụng là cái cùm côn dầu. Cùm côn dầu thì nó sẽ không có xài công tắc. Thì mình đã sử dụng, mình xài cái con ốc dầu của Rambo, xài cái stop tay á. Thì mấy bạn khi mấy bạn bóp cắt côn á, thì cái áp lực dầu nó sẽ đẩy đi, thì nó sẽ truyền tín hiệu điện vô trong cái cùm ở trong đây. Cái stop tie thì một cái con ốc dầu này đâu đó lanh quanh nó khoảng tầm là 350-400 ngàn một cái con ốc dầu ha. Rồi mình sẽ bấm cái cọng bộ dây dầu trước cho anh trai người Pháp. Cái phần ngã ba ở trên đây mà mình sử dụng cái ngã ba là cái đầu heo bằng inox. Ngã ba là mình xài cái ngã ba ơ xịn luôn, còn hai cái đầu 90 độ là mình xài cái đầu inox trên đây thì cho nó bền màu hơn. Với lại một trong những cái con xe mà nó có thể nói là nó hẹp nhất và chật nhất, MV Agusta là nó hẹp, cực kỳ hẹp. Giống như trong cái khoảng trống ở trong đây là những cái con xe khác thì nó rất là rộng, cái con này là nó hẹp quá, rất là hẹp luôn. Nên là những cái mình chế bát biết đồ các thứ mà để cho nó nằm cái ngã ba ở đây á, nó khó chịu, quá là khó chịu. Xe này nó xài hai két nước ha. Cái ngã ba thì mình xài cái ngã ba ơ xịn, rồi hai cái đầu inox heo, rồi cái đầu ơ thái. Dây thì mình xài dây heo màu đỏ. Heo thì vẫn là xài heo zin ha. Rambo M50. Cặp phuộc trước là cặp phuộc Olin TTX FRG, nhưng mà nó sử dụng cho MV Agusta luôn. Đơn giản là cái chân phuộc là nó sẽ, cái chân phuộc này mấy bạn sẽ bù không được nha. Cái chân phuộc này là nó sẽ thiết kế là có luôn cái logo dập nổi, có chữ MV luôn, nên là cái này bắt cua mấy bạn sẽ bù không được. Nó khác với lại cái phuộc FRG khác là cái chân nó là làm CNC nha.
Còn cái chân này là nó sẽ bằng đúc, đúc ra một cái chân riêng. Rồi cái này là khuôn khiết là nó sẽ có chữ MV. Và cái giá trị cho một cái cặp phục FRG cho MV Agusta, cái giá trị nó sẽ mắc hơn cái phục FRG cho tất cả những cái xe khác, giống như là BM, giống như là CBR, giống như là Z10R hoặc là R1. Nó mắc hơn khoảng tầm mười mấy, gần 20 triệu cho một cái cặp phục trước. Phục sau thì đang sử dụng là cái phục Ulin TTX. Cái này mình sàn từ cái con F4RC qua. Con này là F4RR. Phục TTX này là sàn qua từ F4RC. Đúng ra là cái phục này mà mấy bạn muốn đẹp á, cái bình dầu ngang mình thích nhất là cái phục Ulin TTX mà cho Yamaha R1 mắc cứu á. Nó có một cái bình dầu với lại một cái núm rebound mà nó nằm ngang á, nhìn nó sẽ ray hơn. Nhưng mà cái form con này mà thiết kế cái bình nằm ngang á thì nó sẽ không hợp lý lắm, do là nó xài một gấp mà cái hại, cái khoảng cách từ cái gấp lên trên cái sườn chịu trên đây nó khá ngắn. Mình xài cái hại kia nếu mà nó nhúng xuống khả năng nó đập bình dầu hơi bị cao, và cái lỗ này nó khá hẹp nên là nó thiết kế là cái bình dầu lọt lòng vô trong cái chỗ gấp luôn thì nó sẽ hợp lý hơn. Rồi còn cuối cùng đó là mình quất chảnh một cái cộng sơn nhông dĩa thì kiếm hết Việt Nam luôn các bạn, mình bao luôn, không ai có sẵn nhông dĩa cho MV Agusta F4 hết. Riêng Việt Nam là không ai có sẵn nhông dĩa cho MV Agusta F4 hết. Bản thân là cái xe này toàn nước Việt Nam đâu đó nó khoảng tầm là 4-5 chiếc thôi, nên là để kiếm cho được một cái bộ nhông sinh dĩa zin của nó thì nó sẽ hơi bị khó. Những cái nào mà ít người chơi quá người ta sẽ không có nhập hàng về bán, mấy bạn cần thì chỉ có order vậy thôi. Thì cộng sơn này là chỉ có thay cái cộng sơn mới thôi, cộng sơn đâu đó khoảng tầm là 4 triệu mấy. Lanh quanh đâu đó thì mình làm lại hai cái miếng ốp hai bên là carbon, rà bát đầu lại hết xong xuôi hết rồi. Về lại cái form là cái cây bô, về lại cái form là cái cây bô zin, cái cây bô đời cũ, cái cây bô đời trước, trước khi mà anh đem lên làm á là anh đi cái bô SC. Thì cái bô SC thì cái khoảng trống ở trên đây nó khá là nhiều. Đúng ra đi bô SC là phải có hai cái miếng carbon che hai bên nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Chứ còn mà để cái bô SC thì đâm ra tự nhiên cái đuôi MV á, mấy bạn thấy không? Nó bè bầu mập ra, để cái SC vô nó nhỏ bằng hai cái lỗ ở giữa nè. Đâm ra là nhìn cái xe nó hơi bị gãy. Vô về lại cái form cái con này thì nhìn cái đuôi nó sẽ đầy hơn. Và cái nhất, cái thứ hai là cái xe này hiện tại đang map theo cái bô của này. Lên cái bô này mấy bạn dặn nó rất là nhẹ xe luôn. Dặn là lướt, rất rất là sướng các bạn. Và cái form này nhìn nó cũng khá là ok. Thì lanh quanh thì đâu đó là mình chỉ có làm lại cái cùm côn dầu hạ phuộc, vô lại cái bô làm bát biển số, rồi dặm dàn áo, rồi bấm dây dầu đầu GB trước, rồi số gãy phuộc trước phuộc sau, vòng vòng như đó thôi, vài chục. Giao xe tận nhà. Xe này là gắn luôn hai cái đèn xi nhan NRC rồi. Rồi giao xe về cho anh Lưu Chính Nghĩa. Và cái con MV này là một trong những cái con xe mấy bạn chạy lên tốc độ ít nhất cũng phải là 150 đô lên là nó phát huy cái công năng hiệu năng của một cái con xe đua thực thụ. Chạy nó xuống lắm, mấy bạn chạy dưới 120 cái ga có nó cà giật rất là khó chịu. Mấy bạn chạy trên 120, 130, mấy bạn dặn tới đâu rồi ga có tới đó, du phơi cực kỳ phơi. Mà đường cái nó nóng. Mấy bạn chạy 120, 130 đổ về nó nóng như quỷ. Ây da. Trời vơi qua ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lòng. Trời ơi. Đè xuống, đè xuống, đè xuống. Rồi, đè đi. Vịnh đàng hoàng. Hay quá. Trời ơi. Rồi. Một gấp mà. Rồi. Kết thúc chương trình truyền hình tới đây là hết các bạn. Về chuẩn chỉ ok cho anh trai chuẩn bị ăn Tết. Qua Tết thì mình sẽ làm cái option
cũng có thể là mình dọn lại cái đuôi khác cho ảnh. Anh nói cái đuôi MV nó hơi bị mập quá, có thể là mình lên cái option cái đuôi nào nó nhọn nhọn hơn cho ảnh, và làm luôn cái sườn bằng titan hoặc là làm luôn cái sườn bằng nhôm để cho nó ôm đúng cái dàn bát rà cho nó giống như là form jean của nó ha. Rồi cảm ơn em rất nhiều.